Xin thân ái mến chào quý thính giả đã đến với chương trình tin tức cuối ngày hôm nay của Hồng Việt TV với Trương Minh và Julie. Và sau đây Julie sẽ mở đầu phần tin Hoa Kỳ. Mở đầu phần tin Hoa Kỳ hôm nay là tin nguy cơ chính phủ ngừng hoạt động đến gần trong khi bế tắc tiếp diễn. Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy hôm thứ Tư phản đối dự luật chi tiêu tạm thời đang được thúc đẩy ở Thượng viện, đưa Washington đến gần hơn lần chính phủ Hoa Kỳ ngừng hoạt động một phần lần thứ tư trong một thập niên qua. Chính phủ ngừng hoạt động sẽ dẫn đến hàng trăm ngàn nhân viên liên bang nghỉ làm việc, cũng như đình chỉ một loạt các dịch vụ của chính phủ, từ công bố dữ liệu kinh tế đến trợ cấp dinh dưỡng, cho đến khi Quốc hội thông qua dự luật chi tiêu để Tổng thống Biden ký thành luật. Kế hoạch của Thượng viện sẽ cấp ngân sách cho chính phủ đến ngày 17 tháng 11, cho các nhà lập pháp thêm thời gian để đồng ý về mức ngân sách cho năm tài chính bắt đầu ngày 1 tháng 10. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer cho biết Thượng viện sẽ tổ chức cuộc bỏ phiếu thủ tục kế tiếp cho dự luật này trong ngày thứ Năm hôm nay, trừ phi các Thượng nghị sĩ có thể đạt được thỏa thuận để bỏ phiếu sớm hơn. Hạ viện tập trung vào đồng ý 12 dự luật chi tiêu khác nhau, và đến nay họ đã thông qua một dự luật. Ông McCarthy cho biết ông không thấy sự ủng hộ tại Hạ viện cho kế hoạch của Thượng viện, mặc dù dự luật có sự ủng hộ của các Thượng nghị sĩ Cộng hòa, trong đó có lãnh đạo nhóm thiểu số Mitch McConnell. Cách đây nhiều tuần, Tổng thống Joe Biden kêu gọi Quốc hội thông qua dự luật chi tiêu ngắn hạn cho năm tài chính 2023, cùng với cứu trợ khẩn cấp để giúp chính quyền tiểu bang và địa phương đối phó các thảm họa thiên nhiên và giúp Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga. Ông cũng đề nghị ngân sách an ninh biên giới mới. Trong khi đó, thì nghiệp đoàn UAW có thể mở rộng cuộc đình công tại Detroit trong ngày thứ Sáu. Một nguồn tin thân cận cho biết rằng nghiệp đoàn UAW có thể mở rộng đình công tại Detroit trong ngày thứ Sáu nếu không đạt được tiến triển nào trong cuộc thương thảo lao động. Nghiệp đoàn không cho biết chi tiết trước bài phát biểu của Chủ tịch Chauvin vào lúc 10 giờ sáng thứ Sáu. Cuộc thương thảo vẫn đang diễn ra tại hãng Ford, General Motors và Stellantis, công ty mẹ của Chrysler. Nguồn tin giấu tên cho hay rằng nếu ông Fan phát động thêm cuộc đình công tại các nhà máy lúc trưa thứ Sáu, thì nghiệp đoàn sẽ tiếp tục cuộc đình công hiện tại cho đến khi hợp đồng mới được phê chuẩn. Nghiệp đoàn hiện đã buộc đóng cửa một nhà máy lắp ráp của mỗi công ty và 38 trung tâm phân phối phụ tùng của General Motors và Stellantis. Khoảng 18.300 thành viên nghiệp đoàn đang đình công, nhưng chỉ khoảng 12% trong tổng số thành viên nghiệp đoàn làm việc tại ba nhà sản xuất xe hơi này. Công nhân đình công sẽ nhận $500 một tuần từ quỹ đình công của UAW. Nghiệp đoàn phát động cuộc đình công ngày 15 tháng 9, cuộc đình công đồng thời đầu tiên tại General Motors, Stellantis và hãng xe Ford. Hôm 22 tháng 9, thì nghiệp đoàn có mở rộng cuộc đình công phản đối General Motors và Stellantis, nhưng chỉ đình công tại một nhà máy của hãng Ford. Hiện chưa rõ hãng Ford thì có bị ảnh hưởng trong đợt đình công tiếp theo hay không. Đến nay, nghiệp đoàn và các công ty vẫn còn nhiều bất đồng. Ông Fan có đề nghị tăng lương 40% trong hợp đồng 4 năm, một lập trường mà được Tổng thống Biden ủng hộ trong chuyến thăm Detroit hôm thứ Ba. Còn các công ty đề nghị tăng là khoảng 20%. Thống đốc California Newsom ký luật bảo vệ các bác sĩ gửi thuốc phá thai sang các tiểu bang khác. Thống đốc Newsom hôm thứ Tư đã ký một luật mới để ngăn chặn các tiểu bang khác truy tố các bác sĩ và dược sĩ gửi thuốc phá thai cho bệnh nhân ở những nơi cấm phá thai. California hiện đã có một luật bảo vệ các bác sĩ cung cấp dịch vụ phá thai khỏi bị các tiểu bang khác truy tố, nhưng luật đó là để bảo vệ các bác sĩ chữa trị cho bệnh nhân từ các tiểu bang khác đến California. Luật mới cấm nhà chức trách hợp tác với các cuộc điều tra ngoài tiểu bang về các bác sĩ gửi thuốc phá thai cho bệnh nhân ở các tiểu bang khác. Luật này cũng cấm những người săn tiền thưởng hoặc nhân viên tại ngoại bắt giữ các bác sĩ và dược sĩ ở California, rồi đưa họ đến các tiểu bang khác để xét xử vì đã cung cấp dịch vụ phá thai. Các tiểu bang khác như New York và Massachusetts, các luật tương tự. Nhưng luật của California cũng cấm các công ty mạng xã hội ở tiểu bang như Facebook tuân thủ trác đòi ngoài tiểu bang, các bắt giữ hay yêu cầu hồ sơ để xác định danh tính của bệnh nhân nhận thuốc phá thai. Thượng nghị sĩ tiểu bang Nancy Skinner, tác giả dự luật, nói rằng các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe California có thể mang đến dây cứu sinh cho người dân ở các tiểu bang ngăn cản tiếp cận dịch vụ chăm sóc thiết yếu và sẽ được bảo vệ khỏi các luật hạn khác của những tiểu bang đó.
Luật này chỉ bảo vệ các bác sĩ và dược sĩ sinh sống ở California. Nếu bác sĩ hay dược sĩ rời khỏi California để chăm sóc bệnh nhân ở tiểu bang khác, luật này sẽ không bảo vệ họ. Hoa Kỳ dự tính tái định cư đến 50.000 người tị nạn từ Mỹ Latin trong năm 2024. Theo tài liệu nội bộ của chính phủ cho thấy rằng Hoa Kỳ dự tính sẽ tái định cư đến 50.000 người tị nạn từ Mỹ Latin và Caribbean trong 12 tháng tới, là một phần trong kế hoạch của chính quyền Tổng thống Biden để tiếp nhận 125.000 người tị nạn từ khắp thế giới trong năm tài chánh 2024. Trong khi chính quyền Biden dự tính duy trì giới hạn là 125.000 người tị nạn như đã áp dụng trong 2 năm qua. Chính quyền cũng đề nghị những thay đổi lớn về cách phân bổ tiếp nhận người tị nạn trong năm tài chánh 2024. Đề nghị của Bộ Ngoại giao và Bộ Nội an cho thấy Hoa Kỳ tiếp nhận số người tị nạn lớn hơn từ Tây Bán Cầu, xem đây là cách để ngăn chặn di dân đổ đến biên giới Hoa Kỳ-Mexico, nơi số di dân vượt biên giới trái phép tăng lên mức kỷ lục. Đề nghị này sẽ chuyển lên bàn tổng thống sau khi tham vấn với Quốc hội hôm thứ Tư. Cũng theo tài liệu này, thì Hoa Kỳ dự tính phân bổ từ 35.000 đến 50.000 chỗ tị nạn cho Mỹ Latin và Caribbean, mức phân bổ khu vực chưa từng thấy. Và con số này là hơn gấp đôi phân bổ trong năm tài chánh năm nay, khi 15.000 chỗ dành cho khu vực này. Và kế hoạch trên cũng dành ra 30 đến 50.000 chỗ cho người tị nạn từ Phi Châu. Khu vực Cận Đông và Nam Á thì được phân bổ 30.000 đến 45.000 chỗ. Khu vực Đông Á sẽ nhận được 10 đến 20.000 chỗ và 2.000 đến 3.000 chỗ dành cho khối Âu Châu, giảm mạnh so với 15.000 chỗ dành cho khu vực này trong năm tài chánh 2023. Quân nhân Hoa Kỳ Travis King về nước sau khi bị Bắc Hàn trục xuất. Binh dị Travis King, quân nhân Hoa Kỳ chạy sang Bắc Hàn hồi tháng 7, đang trên đường về nước sau khi bị Bắc Hàn trục xuất sang Trung Cộng. Mặc dù chưa có nhiều tin chi tiết về việc ngoại giao dẫn đến cuộc bàn giao của King, diễn biến này là ví dụ hiếm thấy về sự hợp tác giữa Hoa Kỳ, Bắc Hàn và Trung Cộng. Dự tính King về đến Hoa Kỳ tối thứ Tư. King, 23 tuổi, bất ngờ từ Nam Hàn chạy sang Bắc Hàn hôm 18 tháng 7, trong khi đang thăm biên giới giữa hai miền Triều Tiên, và lập tức bị Bắc Hàn bắt giữ. Washington công bố anh ta là tù nhân chiến tranh bất chấp cuộc tranh luận nóng bỏng trong chính quyền. Bắc Hàn có vẻ xem vụ này là di trú trái phép. Hãng thông tấn KCNA của Bắc Hàn cho hay King nói với Bình Nhưỡng anh ta sang Bắc Hàn trái phép vì anh ta vỡ mộng về xã hội bất công ở Hoa Kỳ. Quyết định của Bắc Hàn trục xuất King nêu chi tiết kết quả cuối cùng của cuộc điều tra về vụ vượt biên giới của anh ta. Tháng trước, Bắc Hàn cho hay King muốn tị nạn ở Bắc Hàn hoặc nước khác vì bị ngược đãi và Hoa Kỳ kỳ thị chủng tộc trong quân đội Hoa Kỳ. Chính quyền Thụy Điển, đại diện quyền lợi Hoa Kỳ ở Bắc Hàn, vì Washington không có hiện diện ngoại giao ở đất nước này. Tiếp nhận King ở Bắc Hàn và đưa anh ta sang Hoa Lục, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Matthew Miller cho biết King được đại sứ Hoa Kỳ Nicholas Burns đón ở Đan Đông, Hoa Lục, thành phố sát biên giới với Bắc Hàn. King sẽ bay đến Thẩm Dương, rồi đến căn cứ không quân Osan ở Nam Hàn. Thượng nghị sĩ Ben Cardin giữ chức chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện thay thế thượng nghị sĩ Bob Menendez. Thượng nghị sĩ Ben Cardin sẽ giữ chức vụ chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện thay thế thượng nghị sĩ Bob Menendez, là người đang đối diện tội hối lộ sau khi Thượng viện hôm thứ Tư bổ nhiệm ông vào chức vụ này. Ông Menendez không nhận tội và đây là lần thứ nhì ông Cardin thay thế ông Menendez trong chức vụ lãnh đạo ủy ban. Ông Cardin nắm giữ chức vụ này từ tháng 4 năm 2015 đến tháng 2 năm 2018, sau khi ông Menendez đối diện tội tham nhũng liên bang, vốn sau đó được hủy bỏ. Lúc đó ông Menendez là thành viên cấp cao, là thành viên hàng đầu của ủy ban từ đảng thiểu số, là thượng nghị sĩ 3 nhiệm kỳ, chuẩn bị bước sang tuổi 80. Ông Cardin công bố rằng ông sẽ không tái tranh cử trong năm tới. Tuần trước, ông Menendez thôi chức chủ tịch ủy ban theo quy định của đảng vì ông đang đối diện tội đại hình. Hơn một nửa, người thượng nghị sĩ Dân Chủ đã kêu gọi ông Menendez từ chức. Ít nhiều hâu hơn ông Menendez thì ông Cardin tập trung vào nhân quyền trong suốt sự nghiệp của mình. Và đáng chú ý là tác giả của đạo luật Magnitsky, được đặt theo tên một luật sư bị truy tố tham nhũng tại Nga trước khi chết trong tù. Được thông qua năm 2012 và mở rộng toàn cầu 2016, đạo luật này cho phép chính phủ Hoa Kỳ trừng phạt các cá nhân đến có liên quan đến vi phạm nhân quyền, chứ không chỉ riêng các chính quyền.
và ông Menendez là đồng minh của các tổng thống dân chủ trong phần lớn các vấn đề về chính sách đối ngoại, nhưng bất đồng với họ trong một số vụ đáng chú ý. Và bản tin đã kết thúc phần tin Hoa Kỳ. Sau vài phút quảng cáo, chúng tôi sẽ quay trở lại với những tin tức liên quan đến quốc tế.